Ôi, chào 500 anh em YouTube, lại là mình đây, Tây Cô Niễn đẹp trai, tóc dài. Thì hôm nay là mình sẽ giới thiệu với anh em là combo Winner 150. Thời tới kẻn không kịp làm Winner, làm hoài luôn, như không vô form cái làm phu cho hai, làm quá chừng làm. Phu cho mập làm quá chừng làm, quay riêng quá chừng làm, giờ là Winner quá chừng Winner luôn. Rồi, thì bây giờ Winner 150 này làm cái gì? Nó nói là anh Tây à, em muốn làm cái xe em nhẹ mà mạnh. Mà nó êm thôi, đừng la nha. Bây giờ cho cái xe nó la là có hai cái cho nó la nè, một là cái bô la, hai là cái lọc gió la. Thì bây giờ lọc gió thì mình đi lọc gió đi nay Vinh, bô là mình đi bô Vinh là nó im rồi, đúng không? Thì bây giờ cái xe này mình chưa chẻ ra, nhưng mà trước khi bất cứ một cái xe nào anh em cần làm bất cứ gì á thì anh em nên tới tiệm mình chạy thử cái xe và mình sẽ cho anh em cái gợi ý để làm cái xe. Chứ đừng có vô kêu vô làm bô xăng lửa hay gì đồ, hay là làm nồi làm đồ trong cái đó, cái xe mình cái máy không được tốt. Anh em nên nhớ một cái điều này nè, nhấn mạnh nè, khi mà muốn làm một cái xe ngon cái máy phải chuẩn. Ví dụ như cái xe này là tiền á, là em trai nó không giới hạn, nó nói anh Tây làm cái gì cũng được đó, tiền bao nhiêu cũng được mà phải đồ xịn đồ tốt hết cho em. Đó là ví dụ như cái xe này. Nhưng mà khi mà mình leo lên xe mình chạy thử thì cái xe này là nó bị róc máy. Thì cái xe này em trai tới đây quay vô cái đồng hồ thử nó order bao nhiêu cây rồi. Để mình coi thử cái odo của nó nhiêu cây nha. Rồi anh Toàn đưa lộn khóa xe rồi. Thì cái xe này mình chạy là tình trạng của xe này là nó bị róc máy. Cho nên là mình kêu là không có làm bô xăng lửa mà vô chỉ phần máy trước. Nhưng mà nó nói anh Tây cứ rớt đầu luôn, móc hút xả vô là xả đầu cho em luôn. Thì xe này mình sẽ rớt đầu, mình rớt máy ra, mình làm là xe này đúng nghĩa full combo là bô xăng lửa rớt nắp, móc hút xả vô là xả đầu và bô êm lọc gió êm. Thì giờ nếu mà cấu hình như vậy thì mình sẽ đi cái gì và mình làm những gì. Thì bây giờ em sẽ chỉ ra, em cho anh em coi phần máy xe này nó bị làm sao. Rồi em sẽ cho anh em coi cấu hình em chọn lên cho xe này. Chào 500 em YouTube. Rồi thì bây giờ đây là cái phần đầu của Winner, lòng của Winner. Chạy khi mà mình giật ra các bạn có thể thấy là nó đóng khói quá nhiều. Đây là khói nó đóng vô bít tông quá nhiều, nó dẫn đến hiện tượng á là róc xe và khói rồi nè, khói xuống bắp xuống rồi nè. Thì bây giờ mình sẽ giật cái lòng ra trước cho anh em, để anh em coi cái lòng tại sao mà giống như là một cái xe Vin mà nó đóng khói. Cái xe này có thể là chạy rất là nhiều km đó, đồ đây nó đóng rất là cứng. Rồi bây giờ mình sẽ giật cái lòng ra cho anh em coi nè. Đó, các bạn có thể coi là cháy bít tông nè, nó cháy đen thui vậy nè. Thì giờ nghĩ sao á mà mình đi bô xăng lửa đồ nó ngon được, đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ mở phi bít tông ra. Rồi đây là phần đầu bò, mình sẽ bơm xuống bắp rồi ra, mình sẽ cho các bạn coi là cái đầu bò này nó đóng khói nhiều như thế nào ha. Rồi đây là cháy bít, đây là cái đầu bò khi mình gỡ ra nè, thì xuống bắp nó bị cháy nè. Thấy chưa, là một nè. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn coi bên cây xăng nè, cây xăng nó đóng những cái bụi than này nè, thì mình nên xử lý nó. Rồi cháy bít tông nè, cháy bít tông nè, cháy bít tông là đi rất là xấu và đóng khói rất là nhiều. Rồi mình sẽ thay cháy bít tông mới luôn và một bộ bạc mới. Rồi đầu tới mình kiểm tra tay giơn nè. Đó, ví dụ mình kiểm tra tay giơn có sập hay không sập. Nếu mà không sập á là mình không chẻ, còn nếu mà sập thì mình chẻ. Đó, thì xe này tay giơn còn đẹp là mình sẽ không chẻ ha. Rồi bây giờ mình nhét khăn vô để cho nó khỏi bụi bặm đồ. Hello Ajinomoto, thì đây lọc gió DNA, muốn êm thì xài lọc gió DNA đó, gắn vô hộp gió Vin. Rồi muốn êm thì xài cổ vô tăng nhét vô bô Vin, khỏi móc khỏi gì luôn. Đây cổ vô tăng nhét vô bô Vin, cả bầu trời công nghệ này là do cái đầu hối này nghĩ ra đó, giờ để ra giờ tràn lan trên thị trường luôn. Malaysia cúp lít hay Thái Lan Kawani cặp đã đều xài bô xăng lửa. Rồi bô là bô của bô tăng nhét vô bô Vin, xăng là hồng xăng móc đổi bù đó, hồng xăng móc là lấy cái hồng xăng móc. Đây hồng xăng móc này của Raider nha, lấy tượng trưng thôi nha mấy cha. Đây là hồng xăng móc đó, móc long lánh vậy nè đó. Hồng xăng móc đổi bù gắn vô đây, lọc gió gắn vô đây, kêu là bô xăng lửa. Lửa là gì? Ở cu rồi xe 5 Sonic. Đây là ở cu rồi xe 5 của Sonic. Thì đây là cục ở cu rồi xe 5 Sonic đó. Thì đa số khi mà mình gắn cho khách xong á, cái cục này một là dục,
hai là bỏ hộp trả. Anh em không, mình không có khuyến cáo anh em là gắn cục này trực tiếp lên xe, và mình cũng không có khuyến cáo anh em là gắn cục này lên rồi đầu về tự nhà tự canh chỉnh set map đúc map gì hết. Bởi vì cái cục này khi mà đúc lên xe giống như cái gì đồ điện tử mà nó dễ chạm đi, dễ nhiễu, dễ đồ lắm, cho nên là nó không ngon, không an toàn, dễ mất map. Rồi anh em giờ cũng đừng cài mật khẩu. Mật khẩu công nghệ 4.0 là cỡ nào bẻ được hết. Riêng tôi là set ở đâu set qua tôi cài mật khẩu tôi cũng bẻ bình thường, chứ tôi không có vụ mà mày gọi cho nó mày hỏi mật khẩu đó bao nhiêu, không có, đụng vô là bẻ à. Cho nên là khỏi cài nha, cài cũng có được quần què gì đâu. Cho nên là cục này nè là dục, đừng bao giờ gắn lên xe nha, gắn lên xe tao chữ á. Bô xăng lửa, lửa nữa là Hiroshima Kawasaki. Đây là cục môn sườn Takeawa dành cho Honda Winner đó, nó là 1.250.000, IC là 4.8. dây con này là dây con nhập khẩu Indo luôn, sẽ thay vô cho xe này. Tiếp đến nồi là nồi Uma, sử dụng lá bố chính hãng, ngon êm. Lá sắt chứ quên, lá sắt là Bắc In Thái Lan, còn lá bố là lá bố Thái Lan, lá bố Indo. Có đợt xài lá bố Indo, có đợt xài lá bố Việt Nam, có hàng nào chơi hàng đó. Xe này bảo dưỡng đầu lầm thì đem đi rồi cho nên không có quay, lấy nó đem về quay. Đây là xích cam đó, xích cam này. Rồi đây là bộ lò xo đầu CBR300, có lò xo đầu CBR400 nữa, tùy vô cấu hình mà chơi. Đây là mặt đạn nồi. Rồi bây giờ là mình tiến hành mình set up lên xe này, làm tới đâu quay tới đó. Bây giờ mở ra chơi bộ nồi trước, lùa đạt đồ vô xong rồi sẽ quay cho anh em coi. Rồi chào 500 em YouTube. Rồi thì giờ đây là cái nồi winner mình mở ra, thì đây là lá bố trên xe cháy đen hết, sọc rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ thay bằng lá bố này vô ha. Rồi lá sắt cũng vậy, lá sắt là bị sọc nè, ăn không đều nè, sực nè. Đó là bây giờ mình sẽ thay lá sắt luôn. Các bạn thấy lá sắt rất là xấu không, ăn nó không đều cái điểm này, xấu vô cùng. Rồi mình sẽ thay lá bố lá sắt và mình sẽ lên cái nồi Uma 5 lò xo này luôn. Nồi dinh đó thì 4 lò xo, nồi độ thì 5 lò xo. Mở ra em trai. Đó, mình sẽ lên nồi Uma 5 lò xo 1, 2, 3, 4, 5. Còn nồi dinh đó là 1, 2, 3, 4, 4 mới lò xo thôi. Và khi mà ráp lên bộ này lên á, không phải ráp vô là lấy, ráp vô là phải canh. Thì bóp âm da mới nhẹ, cắt con tốt, không nhảy sên. Đó mới là điểm quan trọng. Rồi về chào 500 anh em YouTube nha. Ráp tiếp à. Rồi đây là phần đầu lòng của xe Winner 15189. Set up phần bô xăng lửa mình xong hết rồi nè. Cái này mình phải bỏ đi làm. Thì giờ có đồ rồi. Bít tông là mình thay bít tông cốt 1. Đó, thay thế cho bít tông cũ. Bít tông cũ nó lớp, có cái lớp khối này quá nhiều. Mình sẽ so sánh hai trái cho anh em coi. Và cái lớp mạ này nè, nó cũng không có còn đẹp nữa. Đẹp là sao, ví dụ như lớp mạ này của trái Vinh là nó còn nè, thấy không? Đó. Rồi bây giờ xăng bô là mình đã móc rồi, xuống bắp là mình cũng vệ sinh sạch sẽ tất cả mọi thứ bên trong. Đó, bây giờ mình sẽ vô bộ là xe đầu CBR300. Rồi đầu mình lại canh cam Vinh cho cái buồng hơi này. Và mình sẽ ráp hết xe này vô, mình sẽ quay clip đi canh xăng rồi chạy thử cho anh em coi. Rồi chào 500 anh em YouTube nha. Rồi chào 500 anh em YouTube. Đến với Tây Quân Điểm Vlog thì bây giờ là mình thực hiện xong cái xe Honda Winner này, bảo dưỡng phần máy, bảo dưỡng dàn chân. Đó, thì bây giờ là yêu cầu đặt ra là phải êm, nhẹ và bóp hơn Vinh. Thì mình đã thực hiện được cho em trai. Thì đây, em trai có thể tới đây mình tiến hành mình bấm khởi động lên thử. Bữa sau em trai rút kinh nghiệm là khi mà nói là em trai phải tới đây nha em trai. Sao em trai cứ đứng đó hoài vậy? Rồi, thì bây giờ là đây là mình khởi động. Mà bấm đề nè. Quên xe yếu bình. Rồi. Với lại hồi nãy đi đổ xăng rồi phải không? Thì cái xe này mình làm tổng chi phí là 21 triệu mấy trăm á, mình quên rồi. Nhưng mà cái điều quan trọng là cái gì? Cái điều quan trọng là mình không chỉ làm phần máy không, mà mình có làm cổ phụ kiện 3 và full tất cả đầy đủ. Thì cái yêu cầu đặt ra là bô êm. Bô êm là xong, lọc gió êm. Lọc gió êm thì em trai thể quay qua đây là mình sử dụng là nguyên cái hộp gió Vinh bình thường hết. Đó, nguyên cái hộp gió Vinh bình thường hết và mình sử dụng lọc gió là DNA bỏ trong cái hộp gió Vinh. Đây là bỏ trong hộp gió này. Và khi mà em chạy em nhớ bỏ cái khăn này ra. Em đừng để khăn này vô đây, nó sẽ hút gió không tốt, hoặc là nhiều khi sẽ khó nổ là do cái khăn nó che cái lỗ mũi này nè. Anh em nhớ chú ý điểm này nha. Hoặc là có nhiều anh em á
để đồ nghề hay gì rớt vô đây nè là nó dễ hút, nó có xe nó không nổ luôn. Là do này mình có gặp một vài trường hợp là anh em đúc lá bài hay là đồ nghề vô đây nè, cái xe nó ngợp nó không nổ luôn, để đó là do là hút gió không được đó. Trong đây nhớ là cái phần này nha, đừng để bất cứ cái gì hết vô trong này. Rồi cái khăn thì nhớ để cho nó chết ở sau đây. Tiếp đến là học gió dinh là mình đã đáp ứng được rồi đúng không? Thì bây giờ là bấm đờ nè. Vậy là hồi nãy do dính cái khăn á. Đó, dính cái khăn nãy bấm đờ nó không nổ, giờ lấy khăn ra bấm một cái là nổ. Rồi thì bây giờ cái xe này mình có gắn thêm là đồ chỉnh gan ti bằng tay. Đó, đây là đồ chỉnh gan ti bằng tay. Để làm chi? Để mà nó điều khiển cái này nè, nó không nhảy lên nhảy xuống khi mà mỗi buổi sáng. Nó không có, nó điều chỉnh cái kim tu này nè. Đó, cái kim tu này nè. Đó, nó không có nhảy cái gan ti lên mà nó đứng kim là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, xe này mình có ăn dây mình gắn thêm mô sườn Takegawa để mà nó lửa dịu nhẹ không róc máy lanh. Bởi vì cái xe này bô êm, lọc gió êm nữa, mình phải lấy cái đó mình bù qua lại. Những cái ví dụ như là một cái xe Winner Deoxer 2 cam á là bắt buộc cái bô phải lớn và cái lọc gió phải lớn thì nó mới mạnh. Mà này là mình nhốt vô hai đó thì mình lấy mô sườn rồi mình bù qua lại, hoặc là mình lấy phần máy dàn hơi dàn đồ bù qua lại. Thì giờ mình sẽ xin ý kiến chủ xe nè. Ví dụ như cái xe của em là sao, em đem qua cho anh bảo hành. Em thấy xe nó không có lăn như trước. Hồi xưa giờ nó em thấy nó yếu. Với lại em cũng muốn thay đổi nó tí xíu cho nó lăn hơn, chạy nhẹ xe hơn. Rồi ví dụ với số tiền 21 triệu bỏ ra thì em nghĩ như thế nào và tại sao em bỏ ra số tiền đó? Em thấy đáng anh. Em thấy chạy ok chứ bảo dưỡng thì đi phải bảo dưỡng thôi. Mà em thấy ok bảo dưỡng xong thì em thấy chất lượng ok em anh, ngon anh. Xe chạy lăn hơn. Anh có đáp ứng được cái nhu cầu em đề ra không? Dạ có anh. Bô sao? Bô êm. Quan trọng là em muốn là bô êm, lọc gió êm. Đừng có nhìn, nói chung là chạy xe như zin vậy đó. Chứ không phải là quá ồn. Mà tất cả em muốn là anh làm được hết rồi. Nên em không có gì phải kê nữa. Cái gia tốc? Gia tốc nhanh lắm anh. Chứ là quan trọng là em không đu bơi đâu. Em chỉ muốn đi trong thành phố nhanh nhẩu nè, chạy cho nó thoải mái thôi. Ví dụ em mình có thể qua đây nè, mình quay để mà mình thấy cái bô tăng nè, bô tăng nhét vô củ dinh không móc. Ví dụ ai mà muốn nổ ấm nổ gì thì có thể móc. Cổ này là nguyên củ bô tăng nhét vô xe, cái bô dinh, và mình không móc cái cổ này. Đó, và về phần dàn hơi, về phần đầu lòng á là mình đã xử lý nó êm ái tuyệt vời. Rồi đầu mình bỏ làm cổ phục chẳng ba nữa là xong. Chiều nay 4 giờ qua giao xe. Dạ ok. Rồi khi mà bất cứ gì á không vừa ý thì cứ nói là cứ hỏi thẳng anh là anh Tây em chạy sao em thấy cái này nó bị vậy, nó bị kia. Dạ. Nha. Rồi với lại mình cũng góp ý với anh em một điểm nữa là để nhiều anh em biết luôn, mà đừng có để nồi canh quá. Ví dụ như một cái xe này em trai sẵn sàng bỏ ra 20 mấy triệu để mà làm một cái xe, nhưng mà ví dụ như xe của em trai là phần đầu lòng nồi mình bảo dưỡng, nhưng mà phần bụng máy á là do em trai này đi bảo dưỡng định kỳ rất là tốt, cho nên á là tay do nó bị không bị sọc cho nên mình không chạy máy. Nhưng mà ví dụ như cái bạc đạn đồ á là nó đi rơ quá nhiều rồi, xe này chạy 40.000 cây thì nó rơ bạc đạn ngay chỗ cốt nồi này nằm ở trong bụng giữa á. Cho nên là khi mà các bạn bóp nó ra, các bạn hơi thả ra nó hơi sực nó nhảy sơn á, là cái đó không khắc phục được. Bắt buộc phải chạy máy thay full mặt đạn, như cái xe Honda Winner trắng 150 mà mình làm full bô xăng lửa rất đắp đi bô CBR á thì xe đó là dứt điểm luôn, mạnh mạnh mà nó mịn cái khoảng Yamaha luôn. Còn cái này thì thật sự là mình cũng góp ý với chủ xe là chưa đáng để chờ cái xe 70.000 cây hoặc 80.000 cây mình sẽ chạy máy một lần luôn. Đúng không? Tới đó mình làm cái kiểu khác cho nó vui hơn nữa. Đúng rồi, tới đó mình coi thử có gì khác mình làm vui, giống như dạng update mới á. Rồi cái xe này bình thường là mục đích chính của em đi là làm cái gì? Em thường là em để em đi trong thành phố, em đi dạo với vợ em thôi. Với lại nhiều khi thì hai vợ chồng, tại em thực sự là em lấy xe hơi không có tốt á, nên hai vợ chồng thích đi phượt bằng xe máy á. Thì muốn xe nó nhẹ nhẹ đi cho thoải mái, chứ thật sự là em đi cũng có tốc độ không có cao. Đi cỡ 60-70 à. Nên em thấy đi vậy là quá ngon rồi, em thấy lăn xe rất là mạnh. Ok. Dạ. Rồi vậy là chào 500 em YouTube nha. Mình sẽ cố gắng làm những cái clip mà chân thật và ví dụ tiếp xúc với khách nhiều hơn để mỗi người mỗi ý. Ví dụ như em này em thích là bô êm, lọc gió êm, còn ví dụ như thằng Winner trắng 150 kia thì nên thích là bô tăng, lọc gió tăng đồ vậy đó. Và mình sẽ hỏi cái ý kiến đồ chủ xe luôn, ví dụ có người ta thích như thế nào, để mà ví dụ như anh em trùng sở thích hoặc kêu là trùng đam mê đó thì mình sẽ chọn những cái bài như vậy. Rồi chào mọi người. Bây giờ chiều 4 giờ qua lấy xe.